bóng đó là gà nha cả nhà. Đây là con gà, mình có đi chợ mua được con gà này cả nhà. Gà này là gà hông đầu. Gà dai. Đó. Thì hôm nay mình sẽ có nguyên liệu đó là mướp, rồi rau muống, rồi chuối, rồi bắp chuối với lại nấm. Đố cả nhà hôm nay mình sẽ làm món gì? Đố Dương bữa nay chị làm món gì? Cười. Bây giờ ai đi hái ớt cho dì ba nè. Ai đi hái ớt cho dì ba. Bữa nay là mình sẽ nấu món là gà nấu ớt hiểm với cả nhà. Tại vì ớt ở nhà mình thì nó cũng đã có sẵn rồi. Cho nên là hôm nay mình hái ớt hiểm gặp ai để thấy tôi. Nữa. Đây là nhà mình có tới 4 cây ớt hiểm nha cả nhà ơi. Hôm nay mình sẽ hái ớt hiểm để dùng dụng cụ để nấu. Ớt hiểm hay ớt luôn. Đó. Ơi cây. Lần đầu tiên con thấy trái này đỏ nhất luôn á. Lần đầu tiên con thấy luôn á hả? Ghê vậy? Miêu mày hái trái đỏ đi, Miêu mày hái trái xanh đi Miêu. Đó. Ớt này là nhà trồng không phân không thuốc nha cả nhà ơi, nó tự nó ra trái như thế này. Rất là ngon luôn. Nước như này thì nước rồng rồi, với sáng thì nước nó gặp rất là nhiều luôn. Lần đầu tiên con hái cái ớt nhỏ này á. Rồi ba chị cháu hái nha. Dạ. Chị lại chị nấu nước. Bún gì á, bún gì trắng. Kêu gì đâu.
Trong thời gian chờ đợi thì mấy mẹ con mình sẽ rau. Đây mình sẽ cắt cái phần cây chuối này, mình cho miếng chanh vô đây để cho nó trắng. Mèo ơi mèo. Chơi gì hả? Chơi mèo. Chơi con mèo. Rồi nhút ngon ghê luôn mẹ. Mèo mèo ơi mèo ơi. Mèo mèo ơi. Mèo ơi. À trắng tư. Bữa nay bé Nhí có lộc ăn rồi. Nhà có trồng rau nè, bạc hà rồi ớt rồi hành rồi tỏi rồi đu đủ này kia cái nhà. Mùa nước này là tới giờ đợt ăn luôn rồi, không cần phải đi chợ, không cần phải đi kiếm, dư sức ăn luôn hay mẹ. Ớt mầm màu mùa nước cũng mắc. Đó chị biết hôm nay hủ ớt trong nhà. Chứ ớt mày ăn ngon hơn ớt trái bự ngoài chợ. Còn nước này nó không có nắp quá cho nên nó lâu sâu. Củ cải này thì mình sẽ làm bông ngay cả nhà để mình sắt mình thả vô luôn. Ủa chứ cúc có đâu ăn à? Sao giùm em? Bữa nay mình có để vô trứng cút với lại mớ ghe nghe cả nhà cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Đẹp luôn. Bè lấy cái trứng cút đưa cho con. Vậy vậy đó hả? Là phải con no luôn. Là phải con no luôn phải không? Dạ. Hôm nay thì mình sẽ tỉa củ cải thì mình sẽ để bông, mình để vô cho nó đẹp. Con gà là khỏi cần trứng cút. Có gà là khỏi cần trứng cút. Có con mèo á, phá cạp lắm cả nhà ơi. Đó. Mớp thì cái vương cạo, mẹ thì gọt cho nó mau thì sao á. Rồi nghĩ là cái da bào này con gái nó gọt nó cũng đâu có tạp thật. Tại cái mướp nó nhỏ nè cả nhà. Cạo cái gọt sẽ hết cái mướp. Nhỏ thì ăn thì nấu chắc nó ngon. Hồi trưa hai đứa tắm. Ồ nước nó lớn rồi cái bắt đầu cái con Nhí nó lên, mỗi lần nó gặp xong là nó mừng còn hơn cái gì nữa mẹ. Chứ có xong nào tắm. Nữa hả mẹ? Ăn hồi chắc hết. Hả? Quá à. Ăn vậy đó, ăn hồi cái bắt đầu tới lượt ăn cái đó đó, nó ngồi nó nhê. Không có cái tật gì hết cả nhà. Ông đẹp ghê không? Siêu đồ bếp. Bây giờ siêu đồ bếp. Đứa nó làm xong nhiệm vụ nó rồi, cái nó đi chơi hết rồi. Giờ nhiệm vụ mình còn là nấu chín rồi bắt đầu vô ăn là xong. Thì cái món này nó cũng rất là mau luôn nghe cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho cái nồi nước của mình. Đây. Mình sẽ cho gà vô. Đó, mình cho gà ra mình nấu nghe cả nhà. Nấu chừng nào cho nó mềm á, xong rồi mình để củ trắng, củ cải trắng, củ cải đỏ nè, núm vô. Mình để ớt vô mình nêm nếm thì nó là xong. Chá hả? Chắc vậy quá. Còn đây là phần gan chút mình sẽ cho vào luôn. Ồ cái chảo quá trời rồi mẹ ơi. Quá trời nhiều rồi. Ngon quá cả nhà ơi. Đợt sau này còn hấp dẫn nữa nha. Đó. Đây cái chảo gà của mình nó cũng đã sôi lên ụt ụt rồi cả nhà ơi. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho củ cải vào nha. Đây củ cải trắng với lại củ cải đỏ mình cho vào. Khi nào mà gần chín thì mình sẽ để cái phần ớt hiểm vô sau nha cả nhà. Chứ mình để gì vô đây cái nó ruột hết trơn rồi nó không có ngon.
qua lá hẹ cả nhà. Nhìn như vậy nó mới bắt mắt, nó mới hấp dẫn. Đó. Nấm này thì một chút xíu nữa mình sẽ để sau. Nấm này nó cũng mau chín. Tiếp theo đó thì mình sẽ nêm nếm luôn cái chảo gà của mình luôn. Mình sẽ cho hạt nêm vào. Hai muỗng hạt nêm. Muối. Mình sử dụng muối cục nó sẽ ngon hơn nha. Đó, một miếng muối. Đường. Đường thì mình sẽ cho một muỗng đường. Muỗng rưỡi. Mình không có sử dụng nước dừa nha cả nhà ơi. Sử dụng không có sử dụng bột ngọt, tại vì mình dùng nước dừa cho nên là mình sẽ không sử dụng bột ngọt. Nó sẽ tanh lắm. Quá trời hấp dẫn. Cái phần chanh này thì một hồi là mình sẽ nặn vô cái tô này nha. Một hồi thì mình sẽ để vô cái phần này, nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó mặn mặn, nó sẽ rất là ngon luôn. Mình sẽ nấu gà ốc hiểm chanh đấy cả nhà, chứ mình không có sử dụng bằng cái nước lẩu hoặc là nước dùng gì khác hết. Mình chỉ sử dụng chanh thôi. Rồi một hồi mình nếu mà nó thiếu chua thì mình sẽ nặn thêm. Trước tiên thì mình sẽ sử dụng bao nhiêu đó thôi. Rồi mình sẽ vớt hột ra luôn. Rồi khi nào mà gần được ăn á, mình mới để chanh vô. Để mình để vô giờ thì nó sẽ bị đắng. Giờ mình sẽ cho cái phần núm này vô cả nhà ơi. Hôm nay nồi lẩu quá trời hoành tráng nè. Lẩu gà ốc hiểm. Không thấy miếng nước luôn, thấy cái không. Cho núm vô cái quá trời luôn rồi. Mình sẽ cho vậy. Gà ốc hiểm vô trước. Đây, mình cho vô đây. Để cho nó có ra cái mùi ngọt của ớt cả nhà, mùi thơm của ớt. Rồi khi nào mình ăn thì mình sẽ cho vô thêm nữa. Đó. Cho vài trái nữa đi. Đây. Wow. Gà ốc hiểm của mình đã xong. Nhặt xuống cả nhà ơi. Dạ. Dạ. Quá. Quá trời nồi hoành tráng. Đây cái này là nước cốt chanh nè. Mình sẽ cho vô. Mẹ ơi. Qua ngồi tới bà ngoại đi. Rồi đây ngồi tới bà ngoại nè. Nêm coi nó chua chua ngọt ngọt đi nha. Cay quá à. Cay đâu cay? Cay, mẹ cay ớt vô kìa. Ớt gì chứ không? Gì đó cho nó không có cay. Quá, quá ngon. Quá. Múc ra là ăn luôn đó nha. Lấy mấy cái ấy ra đi Dương. Mấy cái muối ớt á. Muối ớt để ra cái dĩa đi, nặn chanh vô. Rồi. Lẩu cái gà ốc hiểm thì mình cũng đã nấu xong rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ xin mời cả nhà cùng dùng với lại gia đình nha. Cha thì hôm nay lại đi lấy thuốc nữa rồi, không có ở nhà. Đó, quá trời hấp dẫn luôn. Đó, chắc trong trái này quá. Gà ốc hiểm. Còn đây là phần rau mình sẽ ăn kèm với cả nhà. Đây là có ngò gai nè, rau muống nè, mướp, rau nhút, cây chuối với lại bắp chuối cả nhà. Rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ thả vô cây chuối vô trước. Không được ăn hiếp trẻ con. Ồ, không được hiếp trẻ con hả? Quýnh được không? Chứ không ăn hiếp được. Mà cả nhà ăn với lại gia đình nha. Tép đâu ăn. Mời cô chú ăn lẩu. Đó, bây giờ ăn thôi. Cho em cái giá. Cho em cái giá. Cho em cái giá hả? Con bún không hay là con chan nước? Mời cả nhà nha. Tại vì ba gấp cho. Đưa vô, đưa vô. Con ăn cục bịch kia. Cục nãy hả? Nãy hả? Không, đưa chén vô. Cho bé miếu này đi. Chúng ớt cho con luôn hả? Chúng ớt đâu? Ớt ớt luôn. Nãy chỉ ớt nè. Vậy hả?
ngớt đi cho nó chuyện nhiều. Miêu ít ăn ngớt rồi nè, miêu nó chuyện nhiều rồi đó, quá trời ngon luôn. Cái nồi lẩu cả nhà ơi, núm nè, mà thấy ớt thôi cái nhà thèm rồi. Nó chế cái gì ba lộn hả? Ngon. Thì ăn rau không cũng ngon mẹ ơi. Ăn rau ăn cũng ngon, ăn thịt thịt. Mày có chó ăn cái mấy con? Bún. Ngon quá, ăn lẩu. Ăn lẩu. Lẩu ớt hiểm. Mày có chó ăn bún mấy con? Gà này là dai, cho nên nó hơi dai, cắn là phải sử dụng tay xé. Ngon nè. Cái gì của nó cái nè. Nó thơm mùi ớt, xả, củ hành. Và phần gà thì nó dai dai. Với lại cái mùi của ớt ra, đặc biệt là cái mùi ớt cái nè, nó ra nó rất là ngọt luôn. Nước nó rất là ngọt. Mà mướp sao mà thấy cũng ngọt. Thử nấu lẩu ớt hiểm này với lại giống gia đình mình vậy đó, cái nhà thưởng thức vào những mùa lạnh hoặc là trời mưa gì đó, trời ơi là hết sảy. Quá trắng ngọt. Ăn thịt đấy mẹ, thịt con cạp nha. Con cạp nha. Nóng nha con. Rồi chờ bé Nhí đi nguội. Để đây cho nó nguội. Mấy ngày để vô để mướp vô nữa, nó ngọt quá trời ngọt mẹ. Ngọt quá rồi ra tay luôn đi con. Chơi với cục thịt này luôn. Chơi với cục thịt này luôn. Hôm nay mình sẽ ăn kèm với lại bún nha cả nhà. Đây mình chan nước vô. Quá hấp dẫn. Ăn lẩu này á, trời lạnh với trời mưa. Hồi nãy chỉ trời mưa quá trời luôn, không mưa. Trời này hầm là ai bị cảm, là ăn sức cảm luôn. Trời mưa trời con hả nhiều luôn á. Hả nhiều mưa cũng thể nhiều luôn. Trời mưa phải hả? Trời mưa tắm mưa hả nhiều. Không cần nó hơn hết. Trời con cho nước lẩu. Trời hả? Trời mấy con trang trí cái dèo rồi. Trời vô cái dèo luôn. Trang trí cái liều nữa trời. Trời vô cái dèo luôn. Trời ngỏ ra ngoài với mưa luôn. Wow, cái nước có chua chua nó ngọt ngọt. Mặn mặn rất là đã luôn á cả nhà. Ngon quá Miu ơi. Con lớn lên con xây nhà có hồ bơi đúng vậy. Quá dữ. Mày còn hơn đại gia nữa, xây nhà có hồ bơi mới chịu. Cho mấy anh con tắm. Cho mấy anh tắm hả? Tại vì nhà nó ở dưới cả nhà là không có mương mà đúng không có sông luôn. Trời, ta chỉ trang tắm nữa, ta con tắm nữa. Chỉ sử dụng là nước cây thôi. Chứ bởi vậy. Gì con? Không ta con tắm nữa. Cho mà con tắm. Tại vì con ở đây có sông rồi. Nữa chị Nhí xây hồ bơi nữa. Hồ bơi nữa con xuống dưới con đi học con tắm luôn. Đi học rồi xong rồi mình tắm ké ha. Ước là chừng nào mới có chàng. Không. Con nhà nó không có xây hồ bơi đó. Sao? Lớn hơn con mới xây. Lớn hơn con bằng nó có tiền con mới xây. Giờ tao chỉ ước thôi. Cô chú nghe bé Nhí không cô chú? Đâu có ước đâu. Con mới nói nãy đó. Phải ớt là nó thiệt mà. Có thiệt à? Giờ con không có hồ bơi vậy. Dương cười khép miệng. Không đẹp không? Con ăn cái này thôi, không ăn cái này. Cái này không? Cái này bự bự cho Út giống như té vậy. Con không biết té. Ủa dốt luôn hả?
Dốt là mai mốt phải đi heo sau đứt miêu nha. Ôi sao đứt nhí kìa, để nhí cho tắm còn vơi ké đó. Không. Ai tắm cũng được chưa? Đúng rồi. Ai tắm cũng được hết trơn. Tao với các bạn tắm. Ừ. Thì con nói ai tắm cũng được, bêu vô tắm cũng được mà. Vậy hả? Không. Không phải chạy hơn nghe em hả? Nhưng mà chạy em không. Trời ơi, giờ này tâm sự hai chị em. Thì hôm nay đóng nồi lẩu gà ớt hiểm quá trời ngon luôn cả nhà ơi. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây cả nhà. Cho gạo vô để cho nó nóng lên rồi mình ấy mình ăn. Thì nếu cảm thấy thích video của gia đình mình hãy nhớ đăng ký và share ủng hộ kênh của mình nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại cả nhà ở video kỳ sau.